Sau đây là nội dung chi tiết của phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, phố Wall trong phiên đầu tuần giao dịch không mấy sôi động do nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Fed sắp diễn ra. Trong khi đó, đồng đô la giảm nhẹ là một trợ lực giúp phố Wall tăng điểm. Sau 3 tuần liên tiếp giảm điểm thì bước vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 3, cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều tăng điểm. Trợ lực chủ yếu của thị trường là đồng đô la. Trước thêm cuộc họp chính sách của Fed, nhà đầu tư cho rằng rất có khả năng Fed sẽ gợi ý về việc có tăng lãi suất đúng thời hạn trong năm nay hay không. Giá đồng đô la giảm nhẹ so với tuần trước giúp phố Wall tăng điểm, tuy nhiên khối lượng giao dịch lại không nhiều. Về phía thị trường lao động, khảo sát mới nhất cho thấy các doanh nghiệp đã tăng thuê mướn nhân công. Đã có một sự tiến bộ rất rõ ràng, số lượng nhân công thuê mướn trong tháng 2 đã tăng so với tháng trước. Tôi cho rằng Fed sẽ loại bỏ từ kiên nhẫn ra khỏi quyết định của mình trong cuộc họp sắp tới. Một vài dữ liệu xuất hiện trong phiên đã khiến đà tăng của phố Wall không mạnh mẽ. Chẳng hạn hoạt động sản xuất của các nhà máy trong tháng 2 đã giảm 3 tháng liên tiếp. Số lượng nhà máy mới xây trong tháng 3 cũng giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Cổ phiếu của Netflix giảm sau khi hãng này bị hạ giá mục tiêu. Tập đoàn mỹ phẩm Avon cũng giảm giá cổ phiếu. Mã này vừa bị hãng sản xuất hàng may mặc Hannes Brand thay thế trong rổ chỉ số S&P 500. Xin chuyển sang một thông tin khác. Tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone của Mỹ vừa cho biết sẽ mua tòa nhà Willis Tower, tòa nhà cao nhất tại Chicago của Mỹ với giá 1,3 tỷ đô la. Đây là một trong những mức giá cao nhất cho một thương vụ mua bán tòa nhà từ trước đến nay. Tòa nhà Willis Tower cao 110 tầng, trước đây có tên là Sears Tower. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới và là tòa nhà cao thứ hai của Mỹ sau Freedom Tower tại New York. Tập đoàn tài chính Blackstone cho biết vào hôm thứ Hai 16 tháng 3 rằng đã ký một thỏa thuận với hãng Southwestern, chủ sở hữu Willis Tower hiện tại. Với vị trí đắc địa tại trung tâm tài chính của Chicago và tiềm năng thu hút khách du lịch, tòa nhà Willis Tower hứa hẹn sẽ hái ra tiền cho Blackstone. Đại diện Blackstone cho biết định hướng của tập đoàn là thâu tóm phân khúc văn phòng hạng sang. Trước đó vào năm 2004, tòa nhà này đã được trao tay với giá 840 triệu đô la Mỹ. Sau đó đến năm 2009, Sears Tower được đổi tên thành Willis do hãng bảo hiểm Willis Group đứng ra thuê tên thương hiệu của tòa nhà. Sears Tower khai trương vào năm 1973 với chiều cao 527 mét. Tòa nhà cao nhất nước Mỹ hiện nay là Freedom Tower, hoàn công vào năm ngoái có chiều cao 541 mét. Chuyển sang một số thông tin khác theo số liệu của hãng The Knot. Trong năm 2014, trung bình một cặp vợ chồng tại Mỹ tốn hơn 31.000 đô la để tổ chức đám cưới, tăng 4% so với con số năm 2013. Trong số tiền hơn 31.000 đô la chi phí này, mức chi lớn nhất là chi cho địa điểm tổ chức kèm ăn uống cho bữa tiệc, lên tới 14.000 đô la. Ngoài ra, trung bình một cặp đôi chi hơn 5.800 đô la cho nhẫn cưới và chi hơn 3.500 đô la cho việc thuê dàn nhạc. Trung bình mỗi vị khách tham dự lễ cưới tốn 68 đô la tiền phục vụ. Trong số 19 khoản chi mà hãng The Knot khảo sát, chỉ có 2 khoản chi giảm so với năm 2013. Đó là thiệp mời giảm từ mức 443 đô la xuống còn 439 đô la và trang trí quầy lễ tân giảm từ 281 đô la còn 275 đô la. Nếu xét theo khu vực thì làm đám cưới ở Manhattan là tốn kém nhất với mức chi lên tới hơn 76.300 đô la, giảm so với gần 87.000 đô la năm 2013. Còn các cặp đôi tại Utah chỉ chi trung bình hơn 15.200 đô la cho lễ cưới. Mặt khác, theo báo cáo của hãng nghiên cứu chi tiêu và tiết kiệm American Express, thì trong năm nay, dự kiến mức quà cưới trung bình có giá 106 đô la một phần, giảm so với mức 109 đô la của năm 2014. Thưa quý vị, trước những yêu cầu của chính phủ về việc đăng tải nội dung, mới đây Facebook đã đưa ra những quy định cụ thể về những nội dung được phép và không được phép đăng trên những nền tảng của hãng. Những nội dung không phù hợp sẽ bị gỡ bỏ nếu nó vi phạm những điều Facebook đã đề ra. Facebook đang làm rõ những quy định của mình đối với người tiêu dùng. Người dùng đang phải tuân theo những gì mà Facebook đề ra, bao gồm những hình ảnh được đăng và không được đăng trên trang cá nhân. Những bài đăng có nội dung khuyến khích gây thương tích cho bản thân, tổ chức nguy hiểm, bắt nạt và gây rối, các hoạt động tội phạm, tình dục đều không được chấp nhận trên nền tảng nội dung của Facebook. Một chuyên gia nói rằng đây chính là lúc Facebook cần làm những điều đó. Trước đây, Facebook thường xóa các bài đăng vì vốn không có những quy định rõ về những gì được hay không được đăng. Việc đó rất khó thực hiện. Nhưng ít nhất giờ đây Facebook đã cố gắng quy định rõ hơn một chút. Ví dụ như hình người mẹ cho con bú là một hình ảnh đẹp, nhưng hình ảnh khiêu dâm thì không được chấp nhận. Facebook cho biết trong nửa cuối năm 2014, hãng đã hạn chế gần 10.000 mẫu nội dung vi phạm luật tại địa phương, tăng 11% so với nửa đầu năm trước. Không chỉ riêng Facebook mà các hãng khác như Microsoft, Yahoo hay Google đều bắt đầu phát hành con số dữ liệu theo yêu cầu của chính phủ.
Điểm mấu chốt của tất cả những nhà khai thác truyền thông xã hội chính là tính lan truyền xuyên quốc gia. Chính vì vậy mà các cơ quan thông tin của chính phủ hoặc các cơ quan cảnh sát đều muốn truy cập vào dữ liệu của các công ty này. Trong những năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy nhu cầu truy cập dữ liệu ngày càng tăng ở những nước phát triển. Có một sự gia tăng trong các yêu cầu dữ liệu từ các chính phủ nhất định, chẳng hạn như Ấn Độ, và sự suy giảm các yêu cầu từ Mỹ và các nước châu Âu. Về phía Facebook, hãng nói rằng những yêu cầu của chính phủ là quá rộng hoặc có phần vô lý. Tuy nhiên, hãng cũng sẽ hạn chế nội dung ở những nước có quy định khắt khe về nội dung. Thưa quý vị, H&M, hãng thời trang bán lẻ lớn thứ hai trên thế giới, vừa phát hành báo cáo tốt hơn so với dự kiến. Các chuyên gia cho rằng kết quả của H&M phản ánh lòng tin tiêu dùng đang trở lại với thị trường châu Âu này. Doanh số bán hàng tăng 15% trong tháng 2 là một tin tốt cho hãng thời trang H&M. Ngoài ra, tăng trưởng của hãng đạt hai con số trong suốt 5 tháng. Cổ phiếu tăng 2%, thậm chí còn làm tốt hơn ngành bán lẻ châu Âu. Một chuyên gia cho rằng từ báo cáo của H&M, ta có thể thấy rằng sự tự tin có thể đã trở lại với châu Âu. Câu chuyện của H&M có 3 điểm chính. Thứ nhất đó là tăng doanh số bán hàng, thứ hai chính là tăng không gian sàn, và thứ ba chính là những tác động tích cực từ tiền tệ cho các danh mục đầu tư. Tôi cho rằng chúng ta sẽ nhìn thấy những xu hướng phục hồi, nhất là khi sự tự tin trở lại với châu Âu. Gần 400 cửa hàng mới đang được xây dựng. H&M cũng bơm tiền vào mảng thương mại điện tử và những phân khúc mới như đồ thể thao hay các bộ sưu tập thiết kế. Kết quả của H&M cũng lần nữa xác định lại lòng tin của người tiêu dùng đang có xu hướng trở lại. Giờ đây, mọi sự quan tâm đang đổ dồn về đối thủ lớn nhất của H&M là Inditex, chủ sở hữu của Zara và hãng thời trang Massimo Dutti. Nhà bán lẻ thời trang lớn nhất châu Âu sẽ công bố kết quả của cả năm vào cuối tuần này. Sau đây là một thông tin khác, thưa quý vị. Các công ty công nghệ mới thành lập trên khắp thế giới đang chọn thành phố Thẩm Quyến ở phía nam Trung Quốc để đặt trụ sở hoạt động của mình, khiến nơi đây đang trở thành thiên đường không chỉ của các nhà sản xuất phần cứng. Không bao lâu nữa, thành phố ven biển Thẩm Quyến sẽ là nơi tập trung của các công ty công nghệ. Sự bùng nổ ngành sản xuất công nghiệp điện tử ở phía nam Trung Quốc sẽ sớm diễn ra. Đây là nơi mà chúng ta có thể tiếp xúc và cảm nhận, phản hồi về một sản phẩm. Có rất nhiều chuyên gia kỹ thuật tại đây, khiến thành phố trở thành một trong năm trung tâm phát triển công nghệ mới nổi trên thế giới. Sabrainer là một công ty mới thành lập, sản xuất một thiết bị đeo cho các nhà công. Florian Simendinger và nhóm nhạc của anh đã chuyển từ Đức sang trung tâm này. Chúng tôi khởi nghiệp tại Berlin, phát triển các mẫu thử và tiến hành thử nghiệm đối với nhiều nhà công. Nhưng khi tiến đến giai đoạn thiết kế và sản xuất thì chúng tôi cần có các chuyên gia từng làm về lĩnh vực này. Sabrainer là một trong số nhiều công ty công nghệ đang mọc lên nhanh chóng tại Thẩm Quyến và bị hấp dẫn bởi những gì mà thành phố này mang lại. Đó là thế giới của những nhà sản xuất lớn nhất và hiệu quả nhất trong lĩnh vực điện tử. Arian Copper là nhà sáng lập công ty Locate, một công ty sản xuất thiết bị có chức năng giám sát hành lý của khách. Trong giai đoạn đầu thành lập, anh đã tính đến việc chọn Thẩm Quyến đặt trụ sở vì những lợi ích mà thành phố này mang lại. Nhờ những công ty gia công tại địa phương như là Print và Blueprint mà các doanh nghiệp phần cứng có thể đi từ việc phát thảo bo mạch cho đến thử nghiệm mẫu chỉ trong vòng vài tháng. Giám đốc công ty Oracle Audio, chuyên sản xuất thiết bị trợ thính, cho biết công việc phát triển kinh doanh và sáng tạo các sản phẩm mới sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Doanh nghiệp cần các sản phẩm mới, chẳng hạn như chúng tôi không thể chỉ dựa vào một sản phẩm trợ thính duy nhất mà cần phải đa dạng hóa. Các sản phẩm mới lại cần các nhà máy hiện đại. Nếu những nhà sản xuất không thể tìm được một nhà máy tốt, thì họ không thể nào tăng vốn lên mức 10 triệu đô la được. Không nghi ngờ gì nữa, thành phố Thẩm Quyến đang trở thành một mảnh đất màu mỡ cho các công ty công nghệ phát triển. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin FBNC tối nay. Hãy ghé thăm website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại website fbnc.vn. Bản tin FBNC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.